của chú rể bây giờ bắt đầu ý kiến. Đây giới thiệu qua đây là các bác, đây là học cùng lớp với bác Hương. Hai bác. Ờ thế nó là con trai chú à? Con trai em đấy. Thế sao nó con dâu và chú chưa con dâu? Các cụ. Đó cháu nó học nhiều. Đấy. Bác nào? Bác gì? Con xuống ăn cơm nhà bác rồi. Cơm ấy, có một cái chậu to, mỗi người cầm một cái thìa. Nhưng mà ở trong phòng còn một cái chậu nữa. Một cái chậu nữa là chuyên để đi tô vào đấy. Nhưng mà có lần là các bà ấy lại nhầm hai cái chậu với nhau. Thực ra là phải đánh dấu cho có lần nhầm, khổ lắm. Phải thế mới là 3B đấy. Dạ. Là không may con hồi đấy còn bé quá. Với cả bây giờ chúng nó lớp 10 nó lớn, nhưng ngày đấy lớp 10 thôi ta không biết gì. Vâng. Thôi, để em phải làm tí. Đây. Quay thật kỹ. Làm tí. Cháu ơi. Đây. Con quay cho bố để bố chúc hiệu các bác. Vì nó tối lắm. Nhưng mà khi mà em về em phòng thì bà Nhung mà xót ruột bà ra mà chửi cái bà kia. Vì cái tội là ý là làm em ta là xấu hổ. Thà rằng bà cái lặng lẽ thì không ai biết, nhưng mà ra bà chửi om cái bọn kia. Bà ghê, bà ra bà bênh em à. Bây giờ phải đến nơi thế nào chứ?